Các bạn đang nghe truyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.vip. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng, tập 88, chương 871, Ngụy Đảng bắt đầu hành động, 7. Tên mập đã thông suốt toàn bộ tuyến logic. Thế nên Lục Nguyên Hạo hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng rời khỏi gian phòng, đầu quân vào sự nghiệp chiến tranh chống đế quốc chống phong kiến. Toàn bộ quá trình, Bạch Khuynh Tâm đều bị chấn động to lớn. Ngụy Lang, ta cảm nhận được năng lượng to lớn từ trên người Lục Nguyên Hạo. Trước đây là ta coi thường hắn rồi. Toàn bộ năng lượng của hắn mà bạo phát ra thì hắn chắc chắn có thể trở thành cường giả đỉnh cao của thế giới này. Ngụy Quân bật cười, nhàn nhạt nói, "Ý thực ra hắn đã là như thế rồi." Bạch Khuynh Tâm im lặng. Hơn nữa chúng ta dựa vào hắc, hắn lại dựa vào thiên phú thật sự. Trên một ý nghĩa nào đó, hắn đích xác là con ruột của thiên đạo. Không phải thiên đạo gọi ngươi là cha sao? Vẻ mặt Bạch Khuynh Tâm vi diệu. Ngụy Quân nhún vai, nói, "Về nếu Lục Nguyên Hạo làm cháu trai ta, hắn sẽ mừng phát khóc. Cháu trai của thiên đế. Đặt tại chư thiên vạn giới chính là con ông cháu cha đỉnh của đỉnh." Bạch Khuynh Tâm cũng không trò chuyện với Ngụy Quân mãi. Ngụy Quân có chính sự phải làm, nàng cũng có. Càng đế đột nhiên tỉnh lại, nàng cũng phải bày thế trận chờ địch để phòng ngừa xảy ra điều bất trắc gì. Các vị đại thần, các ti chức khác. Càng đế đã chọn tạm thời phong tỏa tin tức mình đã tỉnh lại. Nhưng khoảng thời gian hắn chẳng hỏi chẳng rằng và hôn mê trong những năm trước đây đã sớm biến hoàng cung thành một cái sọt, lọt gió tứ phía. Cộng thêm đế đảng trong triều cơ bản cũng bị thanh lý gần hết. Cho nên càng đế cho là đã phong tỏa tin tức, nhưng thực tế người nên biết cũng đã biết rồi. Ngay cả tên thái giám mà càng đế triệu tới dò hỏi cũng là người của Lục Khiêm. Cho nên người đầu tiên biết được càng đế tỉnh lại là Lục Khiêm, còn biết sớm hơn mấy người Ngụy Quân. Ngụy Quân là được đại hoàng tử báo tin. Mọi người đều biết, đại hoàng tử xưa nay không được càng đế yêu thích. Kết quả là đến cả hắn cũng nhận được tin tức. Có thể thấy mức độ chấp hành mệnh lệnh của càng đế hiện nay thấp đến mức nào. Khi nhóm người Ngụy Quân đang thảo luận về chuyện gì sẽ xảy ra sau khi càng đế tỉnh lại, trước khi bọn họ được đại hoàng tử báo tin, Lục Khiêm đã tiến vào phủ thừa tướng từ cửa sau. Vừa vào đã nhìn thấy thượng quan thừa tướng. Sau đó nói cho thượng quan thừa tướng biết tin tức càng đế đã tỉnh lại. Cho dù nét mặt của thượng quan thừa tướng nghiêm trọng, nhưng cũng không quá mức hoảng loạn. Lục Khiêm cũng vậy. Vì sao bệ hạ tỉnh lại? Thượng quan thừa tướng hỏi. Phòng ngự của hoàng cung do Lục Khiêm tiếp quản, thế lực của thượng quan thừa tướng vẫn thiên về quan văn và cai quản thiên hạ. Hắn không thể mở rộng quá nhiều thế lực trong hoàng cung, bằng không sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng. Mà trong ba đầu sỏ, Lục Khiêm nhìn có vẻ là yếu nhất, cho nên xúc giác của là hắn sâu nhất. Lục Khiêm lắc đầu nói, "Điều trước mắt còn chưa xác định. Nhưng bệ hạ đột nhiên tỉnh lại chắc chắn đã có ngoại lực can thiệp vào, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện tốt." "Là địch không phải bạn?" Thượng quan thừa tướng cau mày hỏi. Lục Khiêm đáp, "Đây có thể là địch chứ không phải bạn, bởi vì toàn bộ quá trình chúng ta đều bị nhốt trong bóng tối." "Hay là hậu chiêu của bệ hạ?" Thượng quan thừa tướng nhàn nhạt nói, "Lê bệ hạ có năng lực đó sao?" Lục Khiêm suy nghĩ một lắc, lắc đầu. "Trái lại ta hy vọng là hậu chiêu của bệ hạ, như thế thì không khó đối phó. Nhưng nếu như không phải bệ hạ thì rắc rối rồi đây." Thượng quan thừa tướng dây trán, lo âu nói, "Lê không biết đối phương có lai lịch gì, cũng không thể nghĩ ra được cách gì. Cho dù đối phương có lai lịch gì cũng đều phụ thuộc theo bệ hạ. Cho nên chúng ta chỉ cần khống chế bệ hạ là được." Lục Khiêm phân tích, "Đệ ta đã phong tỏa tin tức bên chỗ hoàng cung, bệ hạ có tỉnh lại hay không thì lời hắn nói không tính, ta nói mới tính." "Thế nào là đại lão?" Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn Lục Khiêm, cảm xúc tôn sùng bỗng nhiên trỗi dậy. Đây chính là đầu sỏ của quan trường, cả khi mở miệng cũng không hề cung kính một chút nào đối với hoàng quyền. Thượng quan Nguyễn Nhi là châm thêm trà cho Lục Khiêm và thượng quan thừa tướng. Thượng quan thừa tướng cũng mượn việc này để bày tỏ với Lục Khiêm rằng thượng quan Nguyễn Nhi xứng đáng để tín nhiệm. Lục Khiêm đương nhiên cũng nắm bắt được ý trong đó. Cho nên trước mặt thượng quan Nguyễn Nhi, hắn cũng không che giấu gì. Thượng quan thừa tướng cũng can đảm không kém Lục Khiêm. Trong đầu đã tính toán một lượt, thượng quan thừa tướng trầm giọng nói, "Lê đại càn hiện nay tuy vẫn còn họa ngoại xâm, nhưng nội bộ đã sắp giải quyết êm xuôi rồi. Hơn nữa quốc thái dân an, làm lại từ đầu, không thể có nội loạn nữa, bằng không mọi công lao đều đổ biển."
chỉ cần bệ hạ không ép buộc thì sẽ không còn xảy ra nội loạn nữa. Lục Khiêm nói. Thượng quan thừa tướng gật đầu. Ba đầu sáu mỗi người có những chức trách khác nhau, thượng quan thừa tướng là chính vụ, cơ soái quản lý quân vụ, còn Lục Khiêm thì chấp chưởng an toàn ti, chịu trách nhiệm quản lý tất cả sự việc liên quan đến an toàn của Đại Càn. Các bên đều không xung đột lẫn nhau, cho nên hợp tác cùng có lợi. Đại Càn đã đi vào thời kỳ ít mâu thuẫn nội bộ nhất, cho nên bọn họ cũng không muốn thay đổi. Nếu đã như thế, vậy thì để bệ hạ tiếp tục ngủ say đi. Thượng quan thừa tướng đưa ra quyết định. Quyết định này cũng không khó khăn. Vốn dĩ ta muốn lấy đan dược kéo dài tuổi thọ từ chỗ bệ hạ, nhưng tứ hoàng tử đã cung cấp một giọt nước suối của suối Bất Lão, đã thế bệ hạ không còn tác dụng nữa. Thượng quan thừa tướng thẳng thắn, để bên chỗ tứ hoàng tử có thể lợi dụng một chút, bất kỳ một hoàng tử giám quốc nào cũng không hy vọng hoàng đế tỉnh lại. Chương 872, Càn đế, trung thần ở đâu? 1. Phủ đệ của nhị hoàng tử có người của ta. Cơ bản có thể xác định nhị hoàng tử đã hoàn toàn thất vọng đối với bệ hạ. Đương nhiên không thể thiếu sự trợ giúp của hắn. Chính vì trợ công của hắn mới làm cho Càn đế thành công nghi kỵ nhị hoàng tử. Sau đó nhị hoàng tử không còn một lòng với Càn đế nữa. Còn bên công chúa Minh Châu, nàng và bệ hạ vẫn luôn không thân thiết, muốn thuyết phục nàng có lẽ cũng không khó. Hơn nữa nàng vô cùng tán thưởng Ngụy đại nhân, trong tình huống cần thiết có thể bảo Ngụy đại nhân phát huy một chút mỹ nam kế. Lục Khiêm nói. Thượng quan thừa tướng bật cười, nhàn nhạt nói, vậy công chúa Minh Châu có tài lớn, thậm chí có thể nắm được trọng quyền. Nâng cao địa vị của công chúa Minh Châu một chút cũng không có vấn đề. Tài hoa của nàng có thể đảm đương được. Thậm chí để nàng làm ở vị trí của ta cũng có thể suy xét. Nhưng không thể để nàng làm hoàng đế, Đại Càn không cần một hoàng đế quá tài giỏi. Lục Khiêm gật đầu, vô cùng tán thành, lệ ta đồng ý. Nếu như là nền quân chủ lập hiến, hoàng đế đó chỉ cần là một biểu tượng, càng vô dụng càng tốt. Nếu như từ quân chủ lập hiến nhảy thẳng sang Cộng Hòa, vậy thì càng không cần một hoàng đế tài ba. Bản thân công chúa Minh Châu không có vấn đề gì, nhưng nàng quá giỏi giang. Cho nên ba đầu sỏ cũng không muốn để nàng thượng vị. Bằng không nếu công chúa Minh Châu làm hoàng đế, cho dù trở thành một minh quân được ghi lại trên sử sách, chẳng qua cũng chỉ làm cho Đại Càn lần nữa rơi vào vòng tuần hoàn của quá khứ mà thôi. Từ cổ chí kim chưa bao giờ thiếu minh quân. Ba đầu sỏ đã nhìn thấy bình minh. Bọn họ không muốn sống tiếp dưới sự bao phủ của hoàng quyền nữa. Cho nên lúc này, bọn họ từ chối chấp thuận con đường làm nữ đế của công chúa Minh Châu, vậy thì chỉ còn lại đại hoàng tử và tứ hoàng tử thôi. Tứ hoàng tử là một tên phế vật đích thực. Thượng quan thừa tướng nói, thành kiến trong lòng người là một tòa núi lớn. Những việc mà tứ hoàng tử làm trước kia đã làm cho ấn tượng về hắn trong mắt mọi người vẫn luôn rất thấp. Đây là điều khó tránh khỏi. Lục Khiêm cũng đồng tình với quan điểm của thượng quan thừa tướng. Nhưng hắn đã bỏ cho đại hoàng tử một phiếu. Ta và đại hoàng tử đã trò chuyện một hồi, là ngụy quân tiến cử. Chí của đại hoàng tử không nằm ở hoàng vị, nhưng hắn cần một danh phận để nâng cao thực lực. Trước mắt thượng quan thừa tướng sáng lên, đại hoàng tử muốn đi Yêu Đình. Dựa vào trí tuệ của thượng quan thừa tướng, gần như trong chớp mắt đã đoán ra được suy nghĩ của đại hoàng tử. Lục Khiêm gật đầu, đúng. Có ngụy quân bảo đảm, đại hoàng tử chắc hẳn đáng giá tin tưởng được. Đương nhiên, một tên phế vật như tứ hoàng tử cũng có thể để ý tới. Bây giờ không cần nghĩ nhiều vậy. Tóm lại, bệ hạ vẫn đang ngủ say. Thượng quan thừa tướng nói. Lục Khiêm và thượng quan thừa tướng nhìn nhau cười. Hoàng cung là sân nhà của bệ hạ. Ở trong hoàng cung, thực lực của người trong hoàng thất sẽ được tăng cường đến mức lớn nhất. Nhưng có một loại tình huống không chịu sự hạn chế là nội đấu trong hoàng tộc. Nếu như hoàn toàn không bị hạn chế, vậy hoàng đế chỉ cần trốn trong hoàng cung thì bất kể thế nào cũng không chết nổi. Điều này rõ ràng cũng không hợp lý. Nếu như rơi trên người một tên hoàng đế điên khùng lại còn không thể chết thì sẽ bất lợi với quốc gia và nhân dân, thậm chí cũng bất lợi đối với chính bản thân hoàng tộc. Cho nên, nội đấu trong hoàng tộc là không bị hạn chế. Dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng hoàng tộc đánh bại hoàng tộc. Đã biết biện pháp, đối với thượng quan thừa tướng và Lục Khiêm mà nói thì vô cùng đơn giản. Ta phụ trách thuyết phục đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Lục Khiêm nói. Thượng quan thừa tướng gật đầu, nói, vì vậy công chúa Minh Châu và tứ hoàng tử giao cho ta. Hai người nhìn nhau cười. Tất cả vì Đại Càn. Tất cả vì Đại Càn. Gió thu chưa tới mà ve sầu đã nhận ra. Càn đế chưa động, thiên hạ đã biết. Đương nhiên,
cũng không có khoa trương như vậy. Chẳng qua là người có ý chí có đường lối, người nên biết cũng đã biết cả. Phủ đệ đại hoàng tử. Sau khi đại hoàng tử nhận được thông tin đã lập tức tuyên bố tin tức càn đế đã tỉnh lại ở trên nhất hiệt thư. Nghĩ một lát, đại hoàng tử lại thông báo cho Hồ Vương đầu tiên. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Hồ Vương, bất luận Hồ Vương làm cái gì, cuối cùng đều có thể giúp hắn. Nếu Hồ Vương có thể giết chết càn đế, vậy đại hoàng tử thật ra cũng không sao cả. Dù sao cũng là càn đế không cần hắn trước. Đối với phụ tử Tử Hiếu, hắn cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Ngay lúc này, Ngụy Quân liền truyền cho hắn tin tức liên quan đến càn đế ở trên nhất hiệt thư. Vẻ mặt đại hoàng tử lập tức liền nghiêm trọng hẳn lên. Bị tà ma bên ngoài ảnh hưởng đến tâm thần, thậm chí có thể bị đọa xác. Đại hoàng tử tin Ngụy Quân sẽ không nói dối. Nhưng tin tức này đã khiến cục diện vốn đã phức tạp lại càng thêm phức tạp. Không, không đúng. Rất nhanh đại hoàng tử liền phát hiện mình tí nữa là hiểu nhầm. Thật ra tin tức này cũng sẽ không làm cho cục diện phức tạp hơn. Trái lại còn có thể làm cho cục diện trở nên đơn giản. Một tên hoàng đế có thể bị tà ma ngoại đạo đoạt xác thì không cần cũng được. Ngay vào lúc này, có người bẩm báo, Ê Điện Hạ, Lục Ti trưởng cầu kiến. Mau mời. Trong mắt đại hoàng tử chợt lóe lên tinh quang. Hắn đoán được ý đồ đến của Lục Khiêm. Cho nên, hắn có chút kích động. Các bạn đang nghe truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 873, Càn Đế, Trung Thần ở đâu? 2. Cùng lúc đó, phủ đệ nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nhíu chặt mày. Nói hôn mê liền hôn mê, nói tỉnh lại liền tỉnh lại. Đường đường là vua của một nước, sao có thể giống trò đùa như thế? Hơn nữa, nếu đã tỉnh lại mà lại phong tỏa tin tức, không cho người ngoài biết, lại là ý gì? Sao ta lại càng ngày càng không hiểu hành động của phụ hoàng? Nhị hoàng tử có phe cánh của riêng mình. Trước kia Ngụy Quân vẫn luôn châm biếm nhị hoàng tử, nói trong triều có phe công chúa, có phe đại hoàng tử, chỉ là không có phe phái nhị hoàng tử. Nhưng ý kiến này là không chính xác. Bởi vì phe công chúa và phe đại hoàng tử đích thực tồn tại, hơn nữa vô cùng đáng tin. Ở phương diện này quả thật người của nhị hoàng tử không bị được. Nhưng thật ra, người ủng hộ nhị hoàng tử là nhiều nhất. Bởi vì đa số người đều cho rằng, càn đế chắc chắn sẽ không truyền ngôi vị hoàng đế cho công chúa Minh Châu. Đại hoàng tử bởi vì nguyên nhân mẫu tộc nên cũng không được càn đế yêu thích. Tứ hoàng tử thì càng không cần phải nói thêm gì nữa, xưa nay vẫn luôn không lọt vào tầm ngắm người kế thừa của mọi người. Cho nên, nhị hoàng tử liền trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị hoàng đế, nhất là hắn còn là con ruột của hoàng hậu. Sở dĩ mãi vẫn chưa hình thành phe phái nhị hoàng tử là vì không cần thiết. Nhị hoàng tử thượng vị vốn chính là chuyện dĩ nhiên, sâu trong nội tâm bản thân nhị hoàng tử cũng nghĩ như vậy. Cái này không phải là bếp lạnh, là bếp nóng, cho nên đốt bếp nóng thu hoạch cũng không lớn. Bản thân nhị hoàng tử cũng khiêm tốn, không muốn khi càn đế đang độ tuổi hào hoa phong nhã đã bành trướng thế lực của mình quá trắng trợn, cho nên mấy năm nay hắn rất yên phận, hiếm khi vượt qua quy củ. Ngược lại là hiện tại, hắn bị càn đế khiển trách, vẫn luôn đợi ở trong phủ, từ người được săn đón nhất nháy mắt biến thành kẻ bị người ghẻ lạnh. Nhị hoàng tử cũng lĩnh hội được cảm giác thói đời nóng lạnh. Mà lúc này, người chân chính muốn nhị hoàng tử thượng vị, muốn bợ đỡ nhị hoàng tử cùng với những phe cánh đáng tin cậy của nhị hoàng tử mới triệt để hội tụ lại đoàn kết ở bên cạnh nhị hoàng tử. Đoàn thể nhỏ của nhị hoàng tử cũng chân chính được thành lập, có lực ngưng tụ trước đó chưa từng có. Nghe thấy nhị hoàng tử nói mình không hiểu hành động của càn đế, môn khách của hắn cũng cảm thấy như thế, cảm khái một câu, đề mưu tính của bệ hạ mỗi lần đều vượt qua người thường. Trước đó bệ hạ ra lệnh cưỡng chế điện hạ đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, việc này đến bây giờ ta vẫn nghĩ không thông. Ta cũng vậy. Rõ ràng nếu như bệ hạ hôn mê bất tỉnh, điện hạ nên trở thành hoàng tử giám quốc mới đúng. Thật ra ta nghe được một lời đồn. Ta cũng có nghe thấy. Ban đầu ta tưởng có người cố ý tung tin đồn nhảm, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại hình như thật sự vẫn hơi có đạo lý. Chư vị đang nói chuyện gì vậy? Nhị hoàng tử cắt ngang trận thảo luận của tâm phúc của mình. Sau đó biết được một tin tức khiến cho mình kinh ngạc đến cực điểm, Lê Phụ Hoàng bị vực ngoại thiên ma ảnh hưởng, rất có thể đã không phải chính mình nữa. Sao có thể như thế được? Phụ Hoàng có long khí hộ thể, ai có thể âm thầm khống chế Phụ Hoàng? Nhị hoàng tử không thể tin loại lời đồn không có căn cứ này. Nhưng một câu nói của tâm phúc đã làm cho nhị hoàng tử không phản bác được. Điện hạ, ngài phải biết rằng, bệ hạ ngay từ đầu đã không phải là bệ hạ. Nhị hoàng tử trầm mặc. Hắn không thể phản bác. Thời điểm tiên đế còn sống,
dựa vào đế vương tâm thuật của tiên đế, căn bản không có cảm giác tồn tại của những phiên vương khác. Dưới tiên đế còn có tiền thái tử Anh Minh Thần Võ. Lúc ấy mọi người trên dưới triều giả đều tin tưởng tiên đế và tiền thái tử liên thủ cùng nhau ít nhất có thể mang đến cho Đại Càn 100 năm thịnh thế, thống trị thế giới. Bọn họ cũng nhất định có thể trở thành minh quân lưu danh sử sách. Mà thời điểm đó, Càn Đế chỉ là một phiên vương bình thường. Long khí tội gì phải đi bảo hộ hắn, hắn cũng không có năng lực quá lớn để bảo vệ chính mình. Ý các ngươi là nói, ngay từ đầu phụ hoàng đã bị vực ngoại thiên ma áp chế. Thái độ của nhị hoàng tử bắt đầu buông lỏng. Bởi vì suy nghĩ đến đủ loại hành vi quái dị của Càn Đế, hắn cũng hơi tin rồi. Thuộc hạ của hắn càng tin tưởng hơn. Điện hạ, thật ra mọi hành động của bệ hạ mấy năm nay quả thực có chút khiến cho người thường khó mà hiểu được. Nếu bệ hạ là một người bình thường, hành động của ngài ấy không nên xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Điện hạ, thần cho rằng không có lửa làm sao có khói. Lời đồn đại này đột nhiên truyền ra, đằng sau chắc chắn có ngụ ý, hơn nữa sẽ không phải loại lời bịa đặt để chọc phá. Điện hạ, hãy để tay lên ngực tự hỏi. Ngài cho rằng bệ hạ mấy năm qua bình thường sao? Là người trước khi đăng cơ sao? Nhị hoàng tử không thể trả lời. Bởi vì hắn không dám nghĩ kỹ càng. Càng nghĩ càng kinh sợ. Đúng lúc này, đầu sỏ lan truyền tin đồn đã đến cửa. Điện hạ, Lục Nguyên Hạo đến. Nhị hoàng tử ngẩn ra, kỳ quái nói, đời Lục Nguyên Hạo. Hắn đến phủ đệ của bản cung làm cái gì? Nếu Lục Khiêm tới chơi, hắn cũng sẽ không khó hiểu như vậy. Nhưng Lục Nguyên Hạo, hắn và Lục Nguyên Hạo vốn dĩ không có qua lại. Hơn nữa hiện nay hắn đang trong thời kỳ cấm túc, trên lý thuyết là cấm tiếp xúc với ngoại thân. Tuy hiện tại nhị hoàng tử đang làm trái với quy định này, nhưng nhị hoàng tử cũng không định cố tình vi phạm ở trước mặt Lục Nguyên Hạo. Hơn nữa nhị hoàng tử cũng không muốn dây dưa nhiều lắm với Lục Nguyên Hạo. Dạo này hắn căn bản là không có việc vui, hắn cực kỳ hoài nghi Lục Nguyên Hạo đến tìm hắn là để dẫn ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Chương 874, Càn Đế, trung thần ở đâu? 3. Nhưng một câu của thuộc hạ nháy mắt đã khiến cho nhị hoàng tử cảm giác được không thể từ chối. Lục Nguyên Hạo nói, hắn mang đến bản báo cáo uy tín của Ngụy Quân Ngụy đại nhân và Bạch Khuynh Tâm Bạch đại nhân về thân phận của bệ hạ. Lục Nguyên Hạo thật sự mang đến. Khi liên quan đến an toàn mạng sống của bản thân, tiềm lực Lục Nguyên Hạo đã được phát huy đến mức lớn nhất. Hắn cũng không quên, nội bộ hoàng cung thật ra là do hoàng hậu nương nương chưởng quản. Hoàng đế chủ ngoại, hoàng hậu chủ nội. Sau khi Càn Đế hôn mê bất tỉnh, hoàng hậu chính là người tôn quý nhất Đại Càn, không ai sánh bằng. Bởi vì thái hậu đã chết rồi. Thượng quan thừa tướng và Lục tổng quản đều đang suy xét về vấn đề của Càn Đế. Lục Nguyên Hạo thì khác. Hắn quanh năm ở trong nội khố hoàng cung tu luyện đọc sách, hiểu biết về hoàng cung rất sâu sắc. Hắn biết hoàng hậu nhìn như không có cảm giác tồn tại nào, nhưng thực lực và quyền lực ở trong cung đều mạnh nhất. Cho nên, phía bên hoàng hậu, hắn phải thu phục. Nhưng mà hoàng hậu ở bên trong cung. Cho nên, nhi tử thân sinh của hoàng hậu là nhị hoàng tử, nhất định phải thu phục hoàn toàn. Khi cần thiết, ngay cả dự định hạ độc nhị hoàng tử Lục Nguyên Hạo cũng đã làm xong. Hãy nhị hoàng tử biết được ý tưởng này trong lòng Lục Nguyên Hạo, chắc chắn 100% sẽ cho loạn côn đánh đuổi hắn ra ngoài. Nhưng hắn không biết. Vừa nghe Lục Nguyên Hạo còn mang đến báo cáo uy tín của Ngụy Quân và Bạch Khuynh Tâm, nhị hoàng tử lập tức phân phó, để mau mời Lục đại nhân. Lục Nguyên Hạo thì hắn không tin được. Nhưng Bạch Khuynh Tâm là thiên hạ đệ nhất danh bộ. Ngụy Quân là thiên hạ đệ nhất quân tử. Sẽ không có bất kỳ ai ở Đại Càn nghi ngờ phán đoán của hai người này. Cho nên sau khi nhị hoàng tử cầm lấy sách sử của Ngụy Quân từ trong tay Lục Nguyên Hạo, đầu tiên là toàn thân chấn động, sau đó liền hoàn toàn khôi phục lại. Bản cung không thể ngồi yên phớt lờ. Người đâu, chuẩn bị kiệu tiến cung. Nhị hoàng tử hạ lệnh. Lục Nguyên Hạo vội vàng nhắc nhở, ê điện hạ, bây giờ ngài đang còn trong thời gian bị cấm túc đấy. Xuất phủ mà không có chiếu chỉ đồng nghĩa với mưu phản, là tội chết. Nhị hoàng tử im lặng. Điện hạ không cần gấp gáp, nghĩa phụ rất nhanh sẽ đến phủ của ngài, đích thân trao đổi với ngài việc này. Trước tiên ngài và nghĩa phụ của ta nói chuyện một chút. Lục Nguyên Hạo là đến mở đường. Trong lúc vô tình liền tiện thể hạ độc nhị hoàng tử. Hắn thậm chí còn không thông báo trước chuyện này cho Lục Khiêm. Không có ai biết. Tiểu bàng tử nhìn gương mặt phúc hậu, trên thực tế am hiểu rất nhiều công phu. Trước kia Hoài Nam Vương chết trong vô thanh vô tức, cũng là bị Lục Nguyên Hạo thủ tiêu. Toàn bộ quá trình hạ độc nhị hoàng tử, Lục Nguyên Hạo cũng không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, kể cả bản nhân nhị hoàng tử.
thời gian đọc phát tác cũng hoàn toàn do hắn quyết định. Lục Nguyên Hạo không phải muốn hại nhị hoàng tử. Hắn chỉ là muốn nắm giữ tính mạng nhị hoàng tử ở trong tay mình. Như vậy ngộ nhỡ hoàng hậu có hành động nào khác thường thì có thể lấy tính mạng nhị hoàng tử để uy hiếp hoàng hậu. Nếu toàn bộ quá trình hoàng hậu không có gì khác thường, vậy nhị hoàng tử cũng sẽ không cảm giác được gì khác thường trong toàn bộ quá trình. Sau khi xong việc hắn tất nhiên sẽ thay nhị hoàng tử giải độc một cách thần không biết quỷ không hay. Không thể không nói, trình độ muốn sống của tên mập này quả thực làm cho người ta chỉ có thể than thở. Khi nhị hoàng tử cũng bị Lục Nguyên Hạo thu phục, phụ công chúa Minh Châu lúc này cũng bởi vì càn đế đột nhiên tỉnh lại mà tiến vào trạng thái đề phòng. Tay phải công chúa Minh Châu nhẹ nhàng vận sức đã nghiền nát tờ giấy trong tay. Thế mà tỉnh lại. Công chúa, có chỗ nào bất thường sao? Độc nương tử hỏi. Độc nương tử biết càn đế hôn mê rất kỳ lạ. Cho nên tỉnh lại cũng là nằm trong dự kiến mới đúng. Công chúa Minh Châu cũng không trả lời độc nương tử mà là mở phù truyền âm. Đầu tiên là liên hệ với Ngụy Quân một chút, nhưng không có ai nhận. Ngụy Quân lúc này đang bận gõ chữ, tuy không cần phải động não lắm nhưng cũng không thể bị quấy rầy liên tiếp. Công chúa Minh Châu không gặp được Ngụy Quân, vì thế liền chuyển qua liên hệ với Bạch Khuynh Tâm. Nói một cách tương đối, nếu có như có chỗ nào không thích hợp, Bạch Khuynh Tâm hẳn là người phát hiện sớm nhất. Ở trong chuyện này, thật ra công chúa Minh Châu là người biết được ít tin tức nhất, giống như nhị hoàng tử. Nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, càn đế thức tỉnh không phải là tình huống gì bình thường. Loại trực giác này đã từng cứu mạng nàng ở trên chiến trường. Cho nên công chúa Minh Châu rất tin tưởng trực giác của nàng. Sự thật chứng minh, trực giác của nàng quả thực cũng đáng để tín nhiệm. Bạch Khuynh Tâm không hề giấu giếm, nói hết toàn bộ kết luận của Ngụy Quân kết luận và suy đoán của mình cho công chúa Minh Châu. Sau khi công chúa Minh Châu nghe xong cũng chịu chấn động lớn. Đây là câu chuyện nàng chưa từng nghĩ qua. Vậy mà càn đế lại có khả năng bị vực ngoại thiên ma ảnh hưởng. Nàng nên làm như thế nào? Đại càn lại nên làm như thế nào? Đại nghĩa diệt thân sao? Nhưng càn đế đối xử với nàng cũng không tồi. Chỉ việc để cho nàng sống đến hiện tại đã nói lên càn đế cũng không phải loại hoàng đế thích chém giết. Cùng lắm chỉ là bất tài một chút. Nhưng mà nếu như không đại nghĩa diệt thân, vậy thì bản thân nàng phải tự xử như thế nào? Mặt khác, càn đế sẽ dẫn dắt đại càn đi hướng nào? Công chúa Minh Châu có chút mờ mịt. Đúng vào lúc này, thượng quan thừa tướng đến cửa bái phỏng. Vừa nhìn thấy công chúa Minh Châu, thượng quan thừa tướng đã tung ra một quả bom tấn, khiến cho trái tim của công chúa Minh Châu xém nữa là ngừng đập. Công chúa điện hạ, người muốn làm nhiếp chính vương không? Các bạn đang nghe truyện Ngụy Quân tự thấy chết không sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 875, càn đế, trung thần ở đâu? 4. Công chúa Minh Châu trực tiếp bị lộ số ra bài không theo lẽ thường của thượng quan thừa tướng làm cho bối rối. Thượng quan thừa tướng lúc này rất có phong thái của tung hoành gia. Bất luận có kiên định hay không, vừa mở đầu chính là lời nói không giật gân không thôi, sau đó hiểu được thì hiểu. Có thể thuyết phục được chừng nào thì hay chừng đó. Công chúa Minh Châu đương nhiên không phải dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Nàng cũng không hiểu mạch suy nghĩ của thượng quan thừa tướng cho lắm. Thượng quan thừa tướng, người đang nói cái gì thế? Nhiếp chính vương gì? Đại càn có thêm một nhiếp chính vương lúc nào vậy? Công chúa Minh Châu ngờ vực. Thượng quan thừa tướng mỉm cười chỉ mình, sau đó thản nhiên nói, đây ta không chỉ là thừa tướng mà còn là nhiếp chính. Công chúa Minh Châu trầm mặt. Thế nào? Công chúa không cảm thấy quyền lực thừa tướng này của ta có chút quá lớn sao? Bệ hạ ẩn trong thâm cung tu đạo, quốc gia đại sự đều do ta một lời quyết định. Cho dù là nhiếp chính vương của các triều đại qua nhiều thế hệ, thực quyền nắm giữ trong tay cũng không so được với bổn tướng. Thượng quan thừa tướng nói. Công chúa Minh Châu dần dần khôi phục bình thường. Dẫu sao cũng là nữ anh hùng từng trải qua sa trường, công chúa Minh Châu không phải dễ dàng bị kéo vào trong như vậy. Dựa vào năng lực của thượng quan thừa tướng, có thể dối gạt càn đế, lừa gạt tứ hoàng tử không thành vấn đề. Nhưng mà muốn dựa vào cái miệng này để lừa gạt công chúa Minh Châu thì không quá khả thi. Thượng quan thừa tướng là vì quyền lực trong tay quá lớn, cho nên bắt đầu bành trướng rồi sao? Công chúa Minh Châu nhàn nhạt nói, đây tạm không nhắc tới ngôn luận của ngươi đại nghịch bất đạo, người có tư cách gì sắp xếp vận mệnh của bản cung. Nói tới đây, khí chất tôn quý thuộc về thiên gia hoàng thất từ trên người công chúa Minh Châu tỏa ra, khiến cho nàng lúc này trông có vẻ như một mũi nhọn không thể nhìn thẳng vào. Quý nữ hoàng triều, lá ngọc cành vàng, công chúa Minh Châu được rất nhiều người đi theo công nhận có thể trở thành một thế hệ nữ đế, không hề che đậy sự sắc sảo của nàng. Thượng quan Vân, người có phải quá xem trọng mình rồi không? Giọng nói lạnh lùng của công chúa Minh Châu vang lên,
Ê nhớ đến năm đó chiến tranh vệ quốc, bản cung ở tiền tuyến trảm tướng đoạt cờ. Thời điểm chiến thắng liên tiếp, người còn không biết là thứ gì đâu. Muốn thỉnh cầu bản cung thì phải có tư cách. Có những lời bản cung chỉ nói một lần. Trong lòng thượng quan thừa tướng lặng lẽ thở dài. Tình cảnh xảy ra trong giờ khắc này giống y như dự đoán trước đó của hắn. Chơi trò mập mờ với công chúa Minh Châu, rất nhanh sẽ bị nàng nhìn thấu. Bàn về năng lực, công chúa Minh Châu được trưởng thành trong sự hung đúc của tiên đế và tiền thái tử. Bất luận là kinh nghiệm hay là tài hoa cũng không phải càn đế có thể sánh được. Đối phó với công chúa Minh Châu, hắn không có biện pháp nào ổn cả. Chỉ có thể bày tỏ lòng thành. Nhưng không đợi hắn tỏ lòng thành, công chúa Minh Châu liền đoán được ý đồ của hắn. Người muốn lôi kéo bản cung, tất nhiên là có thỉnh cầu với bản cung. Hiện tại trên dưới đại càn, vấn đề ngươi nên bận tâm nhất là việc nhị thúc đã tỉnh lại. Nhị thúc đã tỉnh, người không đi hoàng cung gặp nhị thúc mà lại tới tìm ta trước. Công chúa Minh Châu nheo mắt lại, khí thế thu liễm một lần nữa, nhưng sắc sảo bộc lộ ra so với ban nãy càng thêm nguy hiểm. Thượng quan Vân, người muốn phế đế, cho nên cần bản cung tương trợ. Người thật to gan. Thượng quan thừa tướng biết ở trong hoàng cung chỉ có hoàng tộc mới có thể chống lại hoàng tộc. Vậy công chúa Minh Châu đương nhiên cũng biết. Từ biểu hiện và ngôn luận vừa rồi của thượng quan thừa tướng, kết luận này cũng không khó đưa ra. Thấy công chúa Minh Châu đã đoán được chân tướng, thượng quan thừa tướng cũng không lại giấu giếm nữa, nói thẳng vào chủ đề, đề công chúa, một khi đã như thế, vậy thì người ngay thẳng không nói vòng vo. Đối với đại càn mà nói bệ hạ đã là một nhân tố không ổn định, ta quả thật phải trấn áp nhân tố không ổn định này. Thân thể của ta công chúa cũng biết, đã sắp sửa là đèn cạn dầu rồi, tuyệt đối sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Nếu ta cáo lão, vị trí đó là của công chúa. Giao dịch này như thế nào? Vẻ mặt công chúa Minh Châu không thay đổi, nhưng trong nháy mắt đồng tử sâu thẳm hơn rất nhiều. Bản cung không làm hoàng đế mà lại làm thừa tướng. Cho dù là nhiếp chính vương thì sao? So với được với đế vị sao? Công chúa Minh Châu hỏi ngược lại. Thượng quan thừa tướng cười tiêu sái nói, công chúa, giấc mộng nữ đế của người không thể thực hiện được. Vì sao? Ta không cho phép, những tín đồ khác của ngụy quân cũng sẽ không cho phép. Thượng quan thừa tướng thẳng lưng, gằn từng chữ, chúng ta không muốn một hoàng đế có thể bảo chúng ta quỳ xuống bất cứ lúc nào, cho dù hoàng đế này rất anh minh thần võ. Công chúa điện hạ, ta cam đoan với người, quyền lực trong tay của hoàng đế sau này tuyệt đối không bằng thừa tướng. Công chúa Minh Châu lặng lẽ một lát, rồi sau đó khóe miệng hiện ra một nụ cười cay đắng. Ngay cả ngươi cũng biến thành tín đồ của ngụy quân. Công chúa, chúng ta đều muốn làm một người đường đường chính chính, mà không phải là con chó của hoàng đế. Thượng quan thừa tướng thản nhiên nói, hơn nữa rõ ràng chúng ta đều có thể nhìn ra chủ trương mà ngụy quân đưa ra là một kiểu chế độ tiên tiến hơn, vậy tại sao chúng ta không tiếp thụ? Nếu như hoàng thất có thể kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Công chúa Minh Châu nhìn về phía thượng quan thừa tướng. Thượng quan thừa tướng cười to, công chúa điện hạ, thượng quan Vân ta quả thực ham sống, nhưng ta không sợ chết. Ta chỉ là muốn ở trên cương vị thừa tướng làm thêm một vài việc vì bách tính đại càn. Nếu như ta mưu đồ cái gì, có thể nói ta mưu đồ thanh danh khi còn sống, nhưng ta không mê luyến quyền lực. Thế giới này, Thượng quan Vân đã vị cực nhân thần, vinh hoa phú quý, ông trời đối đãi với ta không tệ, ta không có lòng tham như vậy. Chương 876, Càn Đế, Trung Thần ở đâu? 5. Hơn nữa, trước đó hắn chỉ nghĩ đến cầm được tài nguyên kéo dài tuổi thọ trong tay càn. Nhưng mà hiện tại Tây Đại Lục chủ động cung cấp cho hắn một giọt nước suối của suối bất lão. Vậy thì càng không cần đến hoàng thất. Công chúa Minh Châu nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của thượng quan thừa tướng. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ, tự giễu nói, nhân tâm hướng ngụy. Nếu ta cố ý chống đối thì chẳng khác gì châu chấu đá xe. Thật ra công chúa vốn cũng không có ý phản kháng. Dạo này công chúa điện hạ luôn luôn đang tra tư liệu của ta, nhất là tình hình thân thể của ta. Hẳn là cảm thấy hứng thú với cương vị thừa tướng của ta nhỉ? Thượng quan thừa tướng nói. Công chúa Minh Châu dùng sự im lặng để thay thế câu trả lời của mình. Cái này vốn dĩ chính là một loại ngầm thừa nhận. Công chúa, tương lai đại càn phải trải qua thử thách của chiến tranh. Nếu người và ta đạt được công thủ đồng minh, người vẫn tạm thời giữ chức ở quân bộ, cơ soái chắc chắn sẽ trọng dụng người. Nếu còn có hậu chiến, vậy ta cáo lão hồi hương, người xuất chinh là tướng soái, vào triều là thừa tướng. Ta bảo đảm tướng quyền sẽ thuận lợi giao tới tay. Việc này ta mời ngụy quân là người bảo đảm, được chứ? Công chúa Minh Châu không có kinh ngạc, chỉ có tự giễu, quả nhiên,
Cơ Soái và ngươi cũng là người cùng đường. Có lẽ không chỉ là Cơ Soái nhỉ, Lục Khiêm và Ngụy Quân ồn ào chia rẽ hẳn cũng là bề ngoài thôi. Hắn cũng là tín đồ của Ngụy Quân, đúng không? Công chúa Điện Hạ vẫn luôn thông minh như thế. Thượng Quan Vân không phủ nhận. Cái này cũng không lừa được công chúa Minh Châu. Hơn nữa nếu đã muốn hợp tác thì nên lấy ra thành ý đến. Ta còn có lựa chọn khác sao? Công chúa Minh Châu lắc lắc đầu, nói với Thượng Quan Thừa Tướng, Thành Giao. Nàng không ký kết hiệp ước gì cùng Thượng Quan Thừa Tướng, thứ đó chỉ là một tấm giấy vụn. Nhưng nàng tin Thượng Quan Thừa Tướng sẽ không bội ước. Cơ Soái cũng vậy. Cái này không phải vì công chúa Minh Châu tin vào nhân phẩm của Thượng Quan Thừa Tướng và Cơ Soái. Đầu sỏ chính trị như này căn bản là không có nhân phẩm gì đáng nói, chỉ cần mạo phạm đến lợi ích của bọn họ, lật mặt và lật sách cũng nhanh như nhau. Người công chúa Minh Châu tin được là Ngụy Quân. Bất luận là ai cũng sẽ nể mặt của Ngụy Quân tử. Huống chi, những việc mà mấy người Thượng Quan Thừa Tướng, Cơ Soái, Lục Khiêm đang thực hiện đều là chủ trương do Ngụy Quân đề ra. Bọn họ không dám không tôn trọng Ngụy Quân. Mặt khác, công chúa Minh Châu cũng tin tưởng thực lực của bản thân. Chỉ cần nàng còn sống, những người này dám nuốt lời, vậy đại càn lập tức sẽ chia rẽ. Bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. Cho nên, tình huống như vậy nhất định sẽ không xảy ra. Nếu như chỉ có sức một mình ta cũng không chống cự được nhị thúc. Công chúa Minh Châu nhắc nhở. Thượng Quan Thừa Tướng gật đầu, nói, ta còn phải đi đến chỗ tứ hoàng tử một lượt nữa. Tiểu tứ. Công chúa Minh Châu nhíu mày nói, hắn đã cấu kết cùng một dục với Đỗ Uy, nhưng hắn là hoàng tử giám quốc, nhị thúc tỉnh rồi, chắc chắn tiểu tứ là người hoảng sợ nhất. Công chúa Minh Châu đã đoán sai. Thật ra tứ hoàng tử không phải là người hoảng nhất. Hoảng sợ nhất là Đỗ Uy. Sau khi nhận được tin tức, Đỗ Uy hoàn toàn choáng váng. Không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. Chính miệng thần của ta nói với ta, càn đế đã sắp xong đời, sao hắn còn có thể sống lại được cơ chứ? Đỗ Uy không phải tín đồ thành kính của thần Minh. Nhưng hắn tin vào sức mạnh của thần Minh. Trên loại vấn đề này, nữ thần trí tuệ sẽ không nói đùa. Tứ hoàng tử nhìn thấy Đỗ Uy đang thất thố liền chủ động an ủi, lão Đỗ à, ngươi đừng có nóng vội. Trước mắt còn chưa biết tình huống cụ thể là gì mà. Cho dù là tình huống gì, càn đế đều phải chết. Đỗ Uy đã trở về thân phận đại thần ngoại giao Tây Đại Lục của mình, sau đó liền cảm nhận được từng đợt ớn lạnh. Vì mình, cũng là vì tứ hoàng tử. Điện hạ, mấy ngày này ngài và ta đi gần nhau như thế là không qua mắt được bệ hạ đâu. Nếu như hoàng đế bệ hạ của đại càn các người muốn tính sổ, ngài nhất định phải chết, ta cũng chết chắc. Thần của ta xuống tay với hắn, chuyện này cũng không khó tra. Tứ hoàng tử thầm nghĩ ta mới không lo lắng. Cùng lắm thì nói thẳng ra mọi chuyện là được. Nhưng mà ngay lúc này, sắc sử của Ngụy Quân bắt đầu cập nhật, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Đáp ứng yêu cầu của Lục Nguyên Hạo, Ngụy Quân đặt cảnh ngộ của càn đế ở mở đầu. Dù sao càn đế bị kẻ trộm lửa nhất mạch nhắm trúng cũng là chuyện xảy ra trong chiến tranh vệ quốc. Sắc sử Ngụy Quân là thứ mà khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy, tứ hoàng tử và Đỗ Uy đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi bọn hắn nhìn thấy càn đế trên sắc sử, hai người đều trợn tròn mắt. Tứ hoàng tử dè dặt nuốt một ngụm nước miếng, sau đó thật cẩn thận nhìn về phía Đỗ Uy. Lão Đỗ, củ đùi của ngươi to như vậy sao? Về sau phải chiếu cố tốt tiểu đệ, ta đi theo ngươi. Hắn cũng bị dọa sợ. Hắc thủ phía sau màn này quả thật duỗi tay quá dài. Hơn nữa Tây Đại Lục và liên minh người tu chân thế mà thẩm thấu hung mãnh như thế. Phía sau thần còn có thần. Đỡ không nổi. Vẻ mặt Đỗ Uy có chút không bình thường, để cho tới giờ ta cũng không biết việc này. Điều này không nên, ta cũng đã là đại thần ngoại giao mà. Ngụy Quân viết sai sao? Tứ hoàng tử nghi ngờ. Đỗ Uy lắc đầu nói, đừ không có khả năng. Tuy ta không phải đặc biệt hiểu rõ Ngụy Quân, nhưng thần của ta đánh giá cao Ngụy Quân như thế, chứng tỏ Ngụy Quân khẳng định không phải vậy nhân vật tầm thường. Hơn nữa thái độ làm người của Ngụy Quân ta cũng biết rõ, hắn sẽ không ăn nói bừa bãi đánh lạc hướng người khác. Ta thà tin là nơi của ta đã xảy ra vấn đề. Không được, ta phải liên hệ với thần của ta một chút. Các bạn đang nghe truyện Ngụy Quân tự thấy chết không sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 877, càn đế, trung thần ở đâu? 6. Đỗ Uy cắn chặt răng, đi qua bên cạnh, dùng một loại phương thức mà tứ hoàng tử tạm thời không thể hiểu được để liên hệ với nữ thần trí tuệ. Một lát sau, Đỗ Uy nghe thấy phía bên nữ thần trí tuệ cũng truyền âm thanh hoảng loạn.
Ngươi trước đợi một chút. Nữ thần trí tuệ gạt Đỗ Uy sang một bên, trực tiếp đi tìm thần vương số 1 và báo cho đối phương biết chuyện này. Thần vương, người có biết đây là chuyện gì không? Sắc mặt của thần vương số 1 nghiêm trọng, vậy ta không rõ lắm. Trong lòng nữ thần trí tuệ chìm xuống. Ngay cả thần vương số 1 cũng không rõ. Nước ở nơi này sâu như vậy sao? Thần vương, người có cho rằng nội dung Ngụy Quân viết đều là thật không? Không giả được, so với mình, ta càng tin tưởng phán đoán của Ngụy Quân. Thần vương số 1 chắc chắn nói. Thật ra nữ thần trí tuệ cũng càng thiên về chuyện này là thật. Bởi vì Ngụy Quân không có lý do bịa ra một cường địch để hù dọa người mình cả. Điều này hoàn toàn là tăng sĩ khí cho kẻ địch, dập tắt uy phong của mình. Nhưng cũng không hoàn toàn là tăng sĩ khí cho kẻ địch. Ngụy Quân phơi bày ra chuyện này, vậy Tây Đại Lục và Liên minh người tu chân cũng sẽ tăng cường phòng bị với bản thân. Nhưng nếu như hắc thủ sau màn thật sự mạnh mẽ đến bước này, nhắm chừng phòng bị cũng không có tác dụng gì. Nữ thần trí tuệ nhìn về phía thần vương số 1, cảnh giác nói, ơi thần vương, có phải trong vô tình chúng ta đã làm một quân cờ hay không? Trong mắt thần vương số 1 cũng không hiểu. Vậy ta đổi cách hỏi khác. Thần vương, hắc thủ khống chế càn đế có phải là kẻ địch của chúng ta không? Nữ thần trí tuệ hỏi. Thần vương số 1 lập tức nói, vậy tuyệt đối là kẻ địch, chúng ta đã tốn một cái giá khổng lồ, muốn giết chết càn đế. Mà hắc thủ đứng sau màn này lại trực tiếp cho càn đế hồi tỉnh lại, còn bảo vệ tính mạng của hắn. Đây chính là gây khó dễ cho chúng ta. Phán đoán của thần vương số 1 có lý có cứ, logic rõ ràng, nữ thần trí tuệ nghe vậy cũng gật đầu. Nàng muốn thủ hạ lưu tình với Ngụy Quân, nhưng mà đối với càn đế lại không hề nương tay một chút nào. Cho nên càn đế đột nhiên còn sống tỉnh lại đã tạo thành chấn động cực lớn cho nữ thần trí tuệ. Nàng thực sự cho rằng càn đế đã chết rồi. Cục diện hiện tại, nữ thần trí tuệ dĩ nhiên nghĩ rằng đối phương đang phá hư kế hoạch của bọn họ. Một khi đã như vậy, thần vương, chúng ta cần phản kích không? Đương nhiên phải phản kích, không thể rơi vào cạm bẫy của đối phương, trở thành quân cờ của đối phương được. Chúng ta còn có kế hoạch của chúng ta, có việc cần chúng ta làm. Thần vương số 1 quyết đoán nói, bất luận đối phương có ý đồ gì với chúng ta, nếu đối phương lựa chọn bảo hộ càn đế, phá hư kế hoạch của chúng ta, vậy chính là địch không phải bạn. Nếu đã như thế, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Đối phương lựa chọn để cho càn đế thức tỉnh, rõ ràng đã bố trí đặc thù ở trên người càn đế. Trí tuệ, nói cho Đỗ Uy, bảo hắn động thủ với càn đế. Càn đế là người chúng ta phải giết, ai cũng không bảo vệ nổi hắn. Rõ. Nữ thần trí tuệ lập tức truyền lại ý chỉ của thần vương số 1 cho Đỗ Uy, càn đế phải chết. Vốn dĩ giết chết càn đế là kế hoạch của bọn họ. Bọn họ làm như vậy cũng chỉ là kéo kế hoạch trở lại quỹ đạo một lần nữa. Nhận được phân phó của nữ thần trí tuệ, tinh thần của Đỗ Uy chợt rét lạnh. Cuối cùng hắn đã có phương hướng làm việc. Hiện tại cục diện phức tạp, điều hắn lo lắng nhất chính là ngộ nhỡ mình đi nhầm một bước làm ảnh hưởng đến kế hoạch của thần minh, vậy hắn nhất định phải chết. Đã có ý chỉ của thần minh, hắn không cần đeo xiềng để khiêu vũ nữa, có thể buông thả ra chân phát huy tài hoa của mình. Điện hạ, ta đã nhận được ý chỉ của thần minh. Tứ hoàng tử không hỏi Đỗ Uy ý chỉ của thần minh là gì, mà là tò mò hỏi, lão Đỗ, ngươi dùng cái gì để liên hệ với thần minh bên chỗ các ngươi vậy? Loại đồ tốt này có thể cho ta một cái không? Bất cứ khi nào ta có vấn đề, ta cũng muốn xin thần minh trợ giúp. Đỗ Uy cười khổ nói, ê điện hạ nói đùa, ngài cho là vượt biển truyền tin tức rất thuận lợi sao? Tứ hoàng tử nói như lẽ đương nhiên, ê ta biết không thuận lợi, cho nên chắc chắn thứ trên tay ngươi là bảo bối nên ta mới muốn đó. Nếu như là rác rưởi, bản cung còn không hiếm lạ đâu. Đỗ Uy im lặng. Gặp phải một minh hữu như vậy, hắn là thật sự bế tắc. Điện hạ, ngài muốn cũng không có. Ta và thần của ta dùng thần lực để liên lạc. Vốn dĩ là thần minh để cho ta dùng để bảo mệnh, hiện tại tất cả đều dùng hết mất rồi. Đỗ Uy nói tới đây, giọng điệu vô cùng đau lòng. Tứ hoàng tử ngờ vực nhìn Đỗ Uy, hoài nghi nói, để thật sự dùng hết sạch rồi sao? Không còn lại tí gì. Lão Đỗ, chúng ta chính là người một nhà, có thứ tốt muốn học cách chia sẻ, của ngươi chính là của ta vẫn là của ta. Đỗ Uy muốn đánh người. Thật sự cho rằng ông đây không biết tức giận sao? Nhưng Đỗ Uy lập tức nghĩ tới lời dặn dò của nữ thần trí tuệ. Được rồi, ông đây thật sự không tức giận. Dựa vào thân phận hiện tại của hắn ở Kinh Thành thì vẫn có tư cách gặp càn đế, nhưng chắc chắn không có năng lực sát hại được càn đế. Nữ thần trí tuệ động miệng một cái là được, nhưng ngay cả nữ thần trí tuệ cũng không có khả năng giết chết càn đế triệt để.
một đại thần ngoại giao như hắn có thể phát huy được tác dụng gì? Huống chi càn đế ở trong hoàng cung vẫn là vô địch. Đỗ Uy biết mình chắc chắn là không có biện pháp, cho nên vẫn muốn ký thác hy vọng lên tứ hoàng tử. Chương 878, càn đế, trung thần ở đâu? 7. Trong những người ở kinh thành, cũng chỉ có tứ hoàng tử có cơ hội giết chết càn đế và có nhu cầu giết chết càn đế. Nghĩ đến đây, trong mắt Đỗ Uy chợt hiện lên tinh quang, nói với tứ hoàng tử: "Ê điện hạ, ngài đại nạn lâm đầu rồi, ngài có biết không? Nếu bệ hạ biết những hành động của ngài sau khi hắn hôn mê, hắn nhất định sẽ phế bỏ ngài, thậm chí giết chết ngài." "Lão Đỗ, lời này của ngươi nghe giật gân quá." Tứ hoàng tử lưu manh nói: "Để chuyện nào có phức tạp như ngươi nói, cùng lắm thì bản cung báo cáo ngươi ra, dùng mạng của ngươi đổi mạng của ta. Dù sao ta cũng là con của phụ hoàng, khẳng định phụ hoàng cũng không muốn giết ta, nhưng mà lão Đỗ ngươi chắc chắn thảm rồi." Đỗ Uy im lặng. "Lão Đỗ, hai ta cũng đã quen thuộc như vậy, cũng đừng có khuôn sáo cũ trích nữa, thành thật chút đi. Nghe ý lời này của ngươi là muốn để cho ta gây bất lợi với phụ hoàng của ta?" Tứ hoàng tử hỏi thẳng. Đỗ Uy không phủ nhận. Sớm muộn gì cũng phải nói. Hơn nữa hắn và tứ hoàng tử cũng đã tiếp xúc một vài ngày, không hề phát hiện một chút dấu hiệu tứ hoàng tử và càn đế phụ tử tình thâm. Hơn nữa hoàng thất thì tình thân ở đâu chứ? Cho nên Đỗ Uy cũng không ngại để cho tứ hoàng tử biết ý tưởng của hắn. "Điện hạ, Tây Đại Lục chúng ta muốn phụ trợ ngài chứ không phải phụ hoàng của ngài. Chỉ cần hắn còn sống một ngày thì ngài liền không thể thượng vị. Điều này Tây Đại Lục chúng ta không cho phép." Đỗ Uy nói. "Cho nên ngươi muốn ta làm cái gì?" Tứ hoàng tử hỏi. Đỗ Uy chần chừ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. "Ê điện hạ, phụ hoàng ngài ở kinh thành được bảo hộ quá chặt chẽ, đặc biệt là trong hoàng cung, ta không thể nào xuống tay. Nhưng mà ngài có thể, ngài là nhi tử thân sinh của phụ hoàng, là hoàng tử giám quốc mọi người đều biết. Ngài xuống tay với hắn, thủ tiêu hắn, đại càn chính là của ngài." Tứ hoàng tử nghe thấy Đỗ Uy nói như vậy, lập tức nổi giận đùng đùng ngay tại chỗ, sắc mặt đỏ bừng, đập bàn hét lớn: "Ê Đỗ Uy, ngươi là đồ chó có mẹ sinh không cha dạy, ngươi bảo lão tử đi giết chết phụ thân của mình. Ngươi còn là con người sao? Đỗ Uy, ngươi còn có trái tim hay không? Ngươi coi bản cung trở thành loại người gì? Ngươi cho là ta cũng cầm thú như ngươi sao?" Tứ hoàng tử hiếu thảo có một không hai. Đỗ Uy nhìn thấy tứ hoàng tử đột nhiên phát tác cũng hơi sửng sốt, cảm thấy việc mình làm dường như có hơi quá đáng. Dù sao tứ hoàng tử cũng vẫn là một người trẻ tuổi còn chưa dứt sữa. Cho dù ở trong hoàng thất, loại chuyện như con giết cha chẳng là lùng gì, nhưng độ tuổi này của tứ hoàng tử trong nhất thời không chấp nhận nổi cũng là dĩ nhiên. Mình nghĩ về tứ hoàng tử quá thành thục rồi. Nghĩ đến đây, Đỗ Uy bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói với tứ hoàng tử: "Ê điện hạ, ta rất xin. Phải thêm tiền." Đỗ Uy trầm mặt. Một chữ y lỗi y còn kẹt trong miệng Đỗ Uy chưa nói ra. Tứ hoàng tử lặp lại một lần nữa: "Lời phụ hoàng chính là thân sinh phụ thân sinh ta nuôi ta, không có ông ấy vốn không có ta. Xuống tay với ông ấy thì ta không qua được cửa ải lương tâm của mình. Cho nên, thêm tiền." Đỗ Uy nâng tay lên cho mình một cái tát. "Ta sai rồi. Ta không nên đánh giá cao nhân tính của thằng nhãi này. Người trẻ tuổi không coi trọng võ đức, ngay cả phụ thân của mình cũng giết, hơn nữa trong mắt toàn là tiền. Đây đúng là bị ổi. Nhưng cũng may tứ hoàng tử cũng không phải thanh niên của Tây Đại Lục, mà là hoàng tử của Đại Càn. Cho nên loại người bại hoại này càng nhiều, đối với Tây Đại Lục mà nói lại càng tốt. Nói đi, người cần bao nhiêu tiền?" Đỗ Uy tức giận hỏi. "Giết chết càn đế để lập lại trật tự toàn bộ, trở lại quỹ đạo bình thường, dựa theo lời dặn của thần minh làm việc, đánh bại âm mưu của hắc thủ sau màn. Đây là kế hoạch và ý tưởng của Đỗ Uy. Xuất phát góc độc của hắn thì không hề có chút tật xấu nào. Cho nên vấn đề này nếu có thể dùng tiền để giải quyết, vậy bất luận là hắn hay là thần minh của Tây Đại Lục đều sẽ hài lòng. Có thể dùng tiền tài giải quyết vấn đề, đối với Tây Đại Lục mà nói thì không thành vấn đề." Tứ hoàng tử ngửi được mùi vị của tài đại khí thô. Cho nên hắn không có ra giá mà nói thẳng: "Ừ lão Đỗ, người bảo ta xuống tay với phụ hoàng, đây chính là việc giày xéo lên lương tâm của ta. Ngươi cảm thấy lương tâm của ta giá trị bao nhiêu tiền? Nhìn mà đưa là được, ta tin ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Đỗ Uy rất muốn nói ta cảm thấy lương tâm của ngươi không đáng một đồng, nhưng hắn không dám. Dù sao thằng nhãi tứ hoàng tử này dầu muối không ăn. Ngoài miệng nói hắn nhìn đó mà đưa, hễ mà hắn đưa thiếu liền trở mặt trong vài phút. Đỗ Uy rất hiểu cái tính chó má của tứ hoàng tử. "Điện hạ, ngài muốn thần lực đúng không?"
Tứ hoàng tử cười kha kha, đưa thần lực hay không thật ra cũng không sao cả. Ta muốn thể nghiệm cảm giác làm thần một chút. Thần lực của ta do thần minh ban cho cũng chẳng được bao nhiêu. Điện hạ, nếu ngài có thể giết chết càn đế, hoặc là làm cho càn đế ngủ say lần nữa, ta sẽ giao tất cả thần lực còn lại cho ngài. Tứ hoàng tử nhíu mày nói, kỳ lão đổ, cái này thì không đủ thành ý rồi. Lời hứa nơi chóp lưỡi đầu môi đó, coi ta là đồ ngu sao? Vậy thì chia cho ngài một nửa thần lực trước. Đỗ Uy cũng biết loại người tham lam thành tính như tứ hoàng tử chắc chắn sẽ không chấp nhận đề nghị của hắn. Nhưng hắn cũng phải nói như vậy. Nếu không lòng tham của tứ hoàng tử sẽ càng lúc càng lớn. Ngay khi hai người đạt thành giao dịch mờ ám, thượng quan thừa tướng đã đến thăm. Các bạn đang nghe truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.vip. Chương 879, Ngụy Đảng, thần xin bệ hạ giả chết, 1. Mà câu hỏi đầu tiên của thượng quan thừa tướng đã làm cho tứ hoàng tử và Đỗ Uy hưng phấn. Điện hạ, sau khi bệ hạ tỉnh dậy, đại quyền giám quốc của ngài sắp sửa bị lấy về rồi. Ngài cam tâm sao? Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn, khiêm tốn thỉnh giáo nói, về nếu ta không cam lòng, thượng quan thừa tướng có gì có thể chỉ bảo ta sao? Thượng quan thừa tướng nở nụ cười, lần trước điện hạ tặng ta một giọt nước suối bất lão có giá trị liên thành, hiệu quả rõ rệt. Phần ân tình này ta ghi nhớ ở trong lòng, cho nên hôm nay cố ý đến để trả lại phần nhân tình này cho điện hạ. Thượng quan thừa tướng khách sao rồi? Điện hạ, sau này theo ta tiến cung, cùng ta cùng tiến cùng lùi, ngài vẫn là thái tử giám quốc của Đại Càn, có vấn đề gì không? Thượng quan thừa tướng hỏi. Tứ hoàng tử sửng sốt, sau đó lập tức nói, "Ngươi không thành vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Vậy thì theo ta vào cung đi, bệ hạ hẳn là đã chờ muốn sốt ruột rồi." Thượng quan thừa tướng mỉm cười nói, lúc này càn đế quả thật chờ có chút sốt ruột, bởi vì càn đế cũng thấy được sắc sử của Ngụy quân. Thời điểm Ngụy quân cập nhật sắc sử sẽ hấp dẫn ánh mắt của toàn thiên hạ, chuyện này không thể lấp liếm được. Cho nên sau khi càn đế xem xong nội dung liên quan đến mình trên sắc sử do Ngụy quân viết, quả thực là tức sùi bọt mép. Chờ thượng quan thừa tướng và Lục Khiêm đều đến cả, càn đế phẫn nộ vỗ bàn ở ngay trước mặt hai vị tâm phúc của đế đảng. Hắn muốn làm gì? Ngụy quân hắn muốn làm cái gì? Hắn cũng dám bôi nhọ danh dự của trẫm. Quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Cái gì vượt ngoại tà ma? Hắc thủ sau màn. Lời nói vô căn cứ. Hai vị ái khanh, trẫm hiện tại hoài nghi Ngụy quân đã bị vượt ngoại tà ma khống chế, cứ nói sằng nói bậy, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng được. Các loại hành vi này tuyệt đối không thể nhân nhượng. Điều tra nghiêm ngặt, nhất định phải điều tra nghiêm ngặt. Chuyện này căn do đích thân Lục Khiêm ngươi giám sát. Mặt khác, trẫm vì an nguy của Đại Càn chịu nhục nhiều năm như vậy, không ngờ rằng lại suy sút đến nỗi bị người ta phỉ nhổ bêu danh. Cái này không phải là sự thật, trẫm không thể lấy phương thức này kết liễu cuộc đời của mình. Hai vị ái khanh, các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai trẫm phải thượng triều chính thức, để cho văn võ bá quan đều nhìn xem cái gì mới là Đại Càn chính thống. Trong khoảng thời gian này trẫm hôn mê, các ngươi đều làm tốt lắm, đã đuổi toàn bộ Ngụy Đảng ra khỏi triều đình, lòng trẫm rất an ủi. Đợi sau buổi thượng triều ngày mai, trẫm sẽ luận công ban thưởng. Lần này trẫm tỉnh lại thật đúng lúc. Lúc này thượng quan thừa tướng đột nhiên mở miệng, "Đề bệ hạ, ngài vẫn chưa tỉnh." Lục Khiêm gật đầu nói, "Đề thượng quan thừa tướng nói đúng lắm. Bệ hạ, thói quen mộng du này của ngài là phải chú ý một chút, phải sửa. Hiện tại ngài vẫn nên trở về nơi mà ngài nên về." Càn đế hỏi chấm. Trong nháy mắt, càn đế cũng có hơi hoảng hốt. Không lẽ trẫm đang mộng du thật sao? Nhưng rất nhanh càn đế đã phản ứng trở lại, giận tím mặt, "Thì các ngươi đang nói gì đó? Chẳng lẽ các ngươi cũng tin vào loại lời nói vô căn cứ của Ngụy quân sao?" Thượng quan thừa tướng bình tĩnh mở miệng, "Đề bệ hạ, ngài còn nói mớ." Càn đế nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của thượng quan thừa tướng, trong lòng rồi đột ngột dâng lên một trận rùng mình. Mất kiểm soát rồi. Nhưng hắn còn không biết nguyên nhân. Hắn tận lực làm cho tâm tình của mình bình tĩnh một chút, nói với thượng quan thừa tướng, "Y ái khanh, có lẽ giữa chúng ta đã có hiểu lầm, có thể ngươi bị người ta che mắt rồi. Thế cục trước mắt không rõ, nên nhịn thì nhịn." Ở phương diện này, càn đế đã có được kinh nghiệm phong phú. Không phải là nhận thua trước sao? Nói về nhận thua, càn đế cũng không phải nhằm vào ai. Đối xử bình đẳng, nên nhịn thì nhịn, một chút cũng không do dự. Càn đế nghĩ rằng, đại trượng phu có được giảng được, nên có dáng vẻ như thế. Sau đó đại trượng phu này bị thượng quan thừa tướng hắt một chậu nước lạnh xuống đầu, "Đề bệ hạ,
ngài cảm thấy dựa vào chỉ số thông minh của hai người chúng ta thì ai có khả năng là bị che mắt hơn? Càn Đế im lặng. Hắn cảm thấy đã chịu một sự sỉ nhục to lớn. Sắc mặt Càn Đế xấu hổ đỏ bừng lên nói, Ừ Thượng Quan Vân, người không phải chỉ là thi đậu bản nhãn khoa cử sao? Vênh váo cái gì? Ngụy Quân còn là trạng nguyên đó. Thượng quan thừa tướng nở nụ cười, đây bệ hạ, Ngụy Quân là trạng nguyên, thì có quan hệ gì với ngài? Thần không bằng Ngụy Quân, còn không bằng ngài sao? Càn rỡ. Thần quả thật càn rỡ, nhưng chuyện này dù sao cũng là ở trong mộng, càn rỡ một chút cũng có sao. Thượng quan thừa tướng thản nhiên nói, ì hơn nữa, nếu là đối mặt với bệ hạ, thần đương nhiên hết sức lo sợ. Nhưng nếu là đối mặt với tà ma vực ngoại, thần liền muốn thẳng sống lưng, miễn cho bị tà ma vực ngoại xem thường chúng ta. Trẫm không phải tà ma vực ngoại. Càn Đế tức giận nói, sau đó ánh mắt chợt lóe hắn, đột nhiên nhớ đến một sự kiện tình, trào phúng nói, để trẫm nhớ ra rồi. Thượng quan Vân, có phải ngươi đang ghen ghét trẫm không cho ngươi thuốc kéo dài tuổi thọ, cho nên ngươi mới cố ý nhân cơ hội trả đũa trẫm hay không? Trẫm đã biết ngươi có ý phản nghịch, cố ý lấy lòng trẫm, thực ra lòng ôm ý đồ bất chính. Thượng quan thừa tướng thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng. Nhưng hắn là đại lão đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nói không cười sẽ không cười. Nhưng vẻ mặt hắn như cười như không, vẫn khiến cho Càn Đế cảm nhận được trào phúng to lớn. Thượng quan thừa tướng nói, đây bệ hạ ngài sớm đã sớm biết lòng ta ôm ý đồ bất chính, cho nên cố ý không cho ta thuốc kéo dài tuổi thọ. Bệ hạ, vẫn đừng nên giác vàng lên mặt mình. Rõ ràng là ngài đang nghĩ chắc chắn có thể tỉnh lại, nghĩ chờ cái ngày ta giàu cạn đèn tắt mới đưa thuốc kéo dài tuổi thọ cho ta. Dù sao giật hoa trên gấm không bằng đưa than ngày tuyết rơi. Dựa vào trình độ của bệ hạ, thuộc đế vương cũng học đến trình độ này là cùng thôi. Chương 880, Ngụy Đảng, thần xin bệ hạ giả chết, 2. Mặt Càn Đế thoáng cái trở nên đỏ bừng, giống như là một quả táo chín rục. Nói trúng hết. Thượng quan thừa tướng không có nói sai tí nào, hoàn toàn bắt bí tâm tư của Càn Đế. Nhưng điều này cũng không kỳ quái. Tranh đấu giữa hoàng đế và thần tử xảy ra xuyên suốt toàn bộ lịch sử đế chế phong kiến. Hoàng đế luôn luôn nghiền ngẫm ý nghĩ của thần tử, để kiểm soát thần tử. Mà thần tử cũng luôn đoán suy nghĩ của hoàng đế, nắm bắt được hoàng đế để hữu dụng cho mình, mưu cầu lợi ích lớn nhất cho bản thân. Ai thắng ai thua, vậy thì xem ai cao minh hơn hoặc là bên nào ngu xuẩn hơn. Thật đáng tiếc, chiến tranh vệ quốc đã giúp Đại Càn đào thải một đám quan viên năng lực kém, giữ lại hầu hết là tinh anh. Mà thượng quan thừa tướng là tinh anh trong tinh anh, từ nho gia cuốn đến triều đình, hơn nữa trực tiếp trở thành dưới một người trên vạn người. Đấu tâm nhãn cùng người như vậy, Càn Đế thua đến thương tích đầy mình. Trên thực tế tâm tư Càn Đế không chỉ bị thượng quan thừa tướng bắt bài, Lục Khiêm cũng đoán được toàn bộ. Hoàng đế làm đến nước này, cũng chỉ là bị đại thần cường lực dưới quyền gạt tới gạt lui như thằng ngốc. Nhưng hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế. Nếu không có Ngụy Quân, cho dù hoàng đế là một kẻ ngốc, đám người thông minh như bọn họ cũng phải xoay xung quanh hoàng đế ngu ngốc này mãi mãi. Là sự xuất hiện của Ngụy Quân đã giải phóng cho bọn họ, để cho bọn họ thấy được một phương hướng phấn đấu mới, thấy được tương lai hoàn toàn mới. Thứ mình muốn, hà cớ gì phải đợi hoàng đế đến ban cho? Tự lấy là được. Vậy thần nói cho bệ hạ biết, thần xác thực muốn kéo dài tuổi thọ, muốn cống hiến nhiều chút cho Đại Càn trên vương vị thừa tướng này. Nhưng điều này không có nghĩa là thần muốn cúi đầu với tà ma vực ngoại. Yêu nghiệt, người vẫn là đi ngủ đi. Thượng quan thừa tướng không hề xưng hô Càn Đế là ê bệ hạ ê nữa, mà là trực tiếp lấy gọi là ý yêu nghiệt. Việc này khiến cho Càn Đế càng thêm phẫn nộ. Càn Đế chuyển tầm mắt về phía Lục Khiêm, chất vấn nói, ê Lục Khiêm, ngươi lại đang làm gì thế? Thượng quan Vân phạm thượng làm loạn, bắt hắn lại cho trẫm. Lục Khiêm dùng ánh mắt thương hại nhìn Càn Đế, giọng nói cũng có chút thương hại, ê bệ hạ, ngài thật sự bị tà ma vực ngoại khống chế rồi. Sắc mặt Càn Đế tái mét. Nhưng sau đó hắn liền giận dữ nói, đời không thể nào. Trẫm đã sớm tự kiểm tra thân thể, tuyệt không thể bị bất kỳ tà ma vực ngoại nào khống chế. Hơn nữa trẫm là hoàng đế, có huyết mạch nhân hoàng, có long khí hộ thể, ai có thể ám toán được trẫm? Đám phản tặc các ngươi muốn làm tổn hại danh dự của trẫm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sau khi nhìn thấy sách sử do Ngụy Quân viết, Càn Đế đương nhiên cũng lo sợ. Dù sao hắn cũng không phải kẻ ngốc. Nhân phẩm của Ngụy Quân đều được hai bên địch ta tin tưởng, Càn Đế cũng tin tưởng. Nhưng sau khi hắn tự kiểm tra liền xác nhận Ngụy Quân đang bịa đặt nói láo. Bởi vì toàn thân trên dưới của hắn không có gì khác thường. Ánh mắt Lục Khiêm càng thêm thương hại, nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói, "Ê bệ hạ, ngài không phải cho rằng mình không bị khống chế mà là không muốn tin rằng mình đã bị khống chế.
Ngài để tay lên ngực tự hỏi xem, nếu Ngụy Quân nói người bị vực ngoại thiên ma khống chế là ta, ngài sẽ tin tưởng lời biện bạch của ta hay là tin tưởng Ngụy Quân? Nội tâm Càn Đế rung lên. Vừa rồi hắn đã nhanh chóng đưa ra lựa chọn là tin tưởng Ngụy Quân, bởi vì Ngụy Quân từ trước đến nay không bao giờ nói dối. Hơn nữa trừ phi Ngụy Quân là gian tế, nếu không lời nói dối này của Ngụy Quân hoàn toàn chính là phản lợi ích. Vậy Ngụy Quân là gian tế sao? Ngay cả Càn Đế cũng không cho rằng như vậy. Nếu Ngụy Quân nói người bị tà ma vực ngoại khống chế là bất kỳ kẻ nào khác, Càn Đế cũng sẽ thà rằng tin là có còn hơn là không có. Đầu tiên là khống chế đối phương lại, hoặc là trực tiếp giết luôn. Càn Đế rất tin tưởng rằng mình sẽ làm như vậy. Nhưng mà sau khi có liên quan đến mình, Càn Đế lựa chọn là tự tra, sau đó tin tưởng mình không do dự. Cái này đương nhiên là một kiểu tiêu chuẩn kép, cũng là một loại chột dạ. Sau khi bị Lục Khiêm vạch trần, trái tim Càn Đế loạn như ma. Nhưng hắn rất nhanh liền cương quyết hẳn lên. Các ngươi đều có khả năng xảy ra vấn đề, nhưng trẫm không có khả năng đó. Không có tà ma vực ngoại nào có thể im hơi lặng tiếng khống chế chân long thiên tử, trẫm không giống với các ngươi. Càn Đế lớn tiếng nói. Thanh âm lớn chính là đại biểu cho chột dạ. Một câu nói của Lục Khiêm đã đâm thủng dũng khí giả tạo của Càn Đế. Ngươi không phải là chân long thiên tử trời sinh. Thân thể Càn Đế rung lên. Đúng thế. Ngày trước hắn cũng chỉ là một phiên vương mà thôi. Trước khi hắn thượng vị, văn võ toàn triều thậm chí cũng chưa từng tôn trọng hắn. Mà thực lực của hắn cũng chỉ như thế, ở trong đám người cũng bình bình không có gì đặc sắc. Không có gì khác biệt với đa số những người có chút thực lực. Về phần lực ý chí, từ hiện tại liền đó có thể nhìn ra lực ý chí ngày trước của hắn. Hơn nữa bệ hạ mạnh là mạnh ở trong hoàng cung. Rời khỏi hoàng cung, thực lực của bệ hạ sẽ yếu đi một bậc. Rời khỏi kinh thành, lại yếu đi một bậc. Rời khỏi biên giới của Đại Càn, vậy thực lực cũng không có gì khác với võ giả bình thường. Lục Khiêm nhìn Càn Đế, khẽ thở dài, đây bệ hạ, đừng nói là ngài, cho dù là tiên đế và tiền thái tử trúng chiêu, ta cũng không khó hiểu. Hồi đó thời điểm chiến tranh vệ quốc, bọn họ đều từng đích thân đến tiền tuyến, bản thân cũng từng bị trọng thương. Bị tà ma vực ngoại thừa dịp yếu ớt mà nhập vào cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn của tác giả Bình Tằng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.vip. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.